Vlog biết có gì mới lạ không? Đây cái này nó chạy. Hụt luôn. Quá đen rồi. Quá đen rồi cho em ơi. Sợ chưa? Ok, thì chúng ta thử một chút với lại cái Death Temple May nha anh em. Temple Control May. Sau khi mà con Van Walker nó quay trở lại thì nó khá là vững bừa. Chúng ta thử một chút. Thì không có gì thời gian để chúng ta thử một chút thôi. Fun.
trên. Quá xa rồi, giảm cót quá xa rồi, chết ngồi rồi ha, giảm cót xung cá nhìn chết ngồi liền, giả man con giả man con đó có đùa được nữa ạ. Trốn được. Thank you.
Quá xá rồi. Ôi điện còn ngoài hà nè. Cái thật thiếu một bà nà các bạn ạ. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a